Lão nông chi điền Khang Audio 18 Bình Dương xin kính chào các đồng chí, chào các bạn. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã đăng ký kênh YouTube của mình, cũng như chia sẻ kênh của mình cho người khác biết. Mọi nhu cầu về tư vấn kỹ thuật hay mua sắm âm ly loa đài, hay sửa chữa âm ly loa đài, và đặc biệt là đài, các đồng chí vui lòng liên hệ theo số máy 0368888479. Hân hạnh được phục vụ. Báo cáo với lại các đồng chí, hôm nay quay video có quay cái đám này để phục vụ các đồng chí. Chỗ này nó khoảng 1.000 chiếc dây Kuroa từ dẹt cho đến vuông nhá, từ dẹt cho đến vuông đây. Đây. Đấy, phải 1.000 chiếc nhá, sợ còn hơn đấy, sợ còn hơn đấy nhá. Đấy, nên là mà trong quá trình mình sửa chữa nhá, va chạm vào cái chiếc đài nào là làm gì, là ghi vào sổ ngay và luôn cái chiếc đài đấy, dây Kuroa cỡ của nó bao nhiêu, bánh tì của nó bao nhiêu, để làm gì, để lỡ có ai hỏi, lỡ có ai hỏi mua cái dây Kuroa của cái đài đấy thì mình cũng biết được là cái cỡ của nó bao nhiêu, để khi mình gửi đến là thượng đế lắp vào là ăn liền nha. Đấy, còn bây giờ trước khi lắp vào cái đài này, mỹ đài chứ cũng là chưa rẻ đã lú, thì mời các đồng chí xoay lại một lần nữa. Đấy, xong rồi mới lắp vào. Nhà cung cấp là Lão Nông Chi Điền Khang Audio 1861. Bởi vậy Lão Nông bao giờ cũng ký tên vào, tại vì sản phẩm này là sản phẩm của Lão Nông nhá. Đấy, mua đài của Lão Nông không bao giờ lo nó hỏng, thế cho nó nhanh. Vì nếu nó có hỏng, gửi lại cho Lão Nông trong khung giờ là 24 giờ phép nhá, nó ngấm thuốc thì nó lại rên rỉ trở lại thôi nhá. Đấy. Đấy, đi dây dợ này, dây dợ buộc cẩn thận rồi nhá. Đấy. Đấy. Cũng là một mỹ đài để dâng lên hoàng thượng. Đấy, chân ốc này. Cũng có bị gãy một cái chân nào cả, hôm qua đã xoay rồi, bây giờ xoay lại một lần nữa để trước khi lắp vào. Đấy, chân ốc lò xo cửa băng này. Đấy. Và đây lại tiếp tục ký tên Lão Nông vào đây nhá. Đấy, thì bộ cơ này là do Lão Nông kê đơn bốc thuốc, mà tổng thể là cái đài này cũng vậy, thế nên là Lão Nông bắt buộc phải ký tên vào để coi như thế là biết được cái sản phẩm của mình. Thì cũng trân trọng cảm ơn một người anh em ở tư vấn cho mình là còn mua cái bút mực không màu để làm gì, để đánh dấu vào cái phên này, tại vì cái phên 710 này là nó giống hệt nhau. Đấy, thế là ví dụ như để thượng đế hôm nay long thể bất an nhá, mong các đồng chí thông cảm cho. Đấy, để làm gì, đánh dấu cái bút không màu vào đây, mình đánh dấu vào cái chỗ mình biết thôi, để tránh nhầm lẫn sang với cái phên khác, vì phên 710 là nó giống hệt nhau. Thì cũng cảm ơn người anh em nhá, chắc chắn là mình sẽ phải kiếm một cái bút mực không màu ấy để mình đánh dấu vào cái chỗ. Thế nhưng mà ở đây mình không đánh dấu bằng cái bút mực không màu nhá, thế nhưng mình cũng đánh dấu ở những cái chỗ mà chỉ có mình mới biết được, để làm gì, để sau này ví dụ như chồng bay mà nó có trục trặc gửi lại cho Lão Nông, người Lão Nông coi như thế là cân chỉnh lại, thì Lão Nông cũng biết được là cái phên đấy là phên của mình hay là không còn cái phên của mình nữa nhá. Đấy. Đấy, đây chân ốc đây này. Đấy, chân ốc này, chân ốc đây này, chân ốc ở giữa này, chân giữa vào dạng con long đen đỏ đây. Cái này cũng phải ký tên vào đây để tránh nhầm lẫn. Đấy, đấy, ký tên Khang vào đây nhá. Đấy, chân ốc này. Chúng là thượng đế nào mà Trần Văn chốt mỹ đài này thì thôi khỏi phải nghĩ. Còn mai sẽ tiếp tục nội soi cái loa nhá. Hôm nay long thể bất an nên là không thể nội soi được cái loa nữa. Hôm nay cũng đã có một cái video để mời các đồng chí kiểm tra âm sắc của hai cửa băng rồi nhá. Đấy, thôi lại đến giờ con họ nghỉ, chúng em giờ về rồi. Đây, dây Kuroa đây, bánh tì đây, dây Kuroa gì cũng có, dây dẹt nhá, dây dẹt, dây vuông, chiết áp này nọ, cái lọ, cái chai. Đấy, đấy. Ở trong này nó còn có cật là gì cơ, lẫn cái túi thạch anh dao động nhá. Đấy, bánh tì nó lại còn lẫn, trong lúc mình làm mình cũng bỏ linh tinh đây, nó còn lẫn cả vào đây đấy, đấy. Nôm na ngắn gọn lại nhá là gì, là linh kiện của đài nhá, dây Kuroa, bánh tì, IC, thạch anh dao động
núm nút nhá, chỉ cần chụp hình cái đài và gửi vào Zalo cho mình. Đấy, IC công suất, IC về cái vấn đề radio. Thôi ngắn gọn thế thôi, bây giờ xin phép dừng clip ở đây để là lắp mỹ đài này vào. Trân trọng cảm ơn các đồng chí, chào thân ái. Hôm nay long thể vô đan này không béc xì được, xin chào.